Thì cái món quà mà em muốn dành tặng là cặp đá kỳ diệu, được gọi là cặp đá để chườm gan. Em cũng muốn mọi người sẽ luôn luôn được khỏe mạnh trong cái mùa Giáng sinh và tất cả những mùa Giáng sinh tiếp theo. À, rất là tuyệt vời, một món quà dành cho sức khỏe. Cảm ơn Gia Đạt rất nhiều. Và nhớ viết bài cảm nhận về Gia Đạt để chúng ta có thể nhận được món quà này từ chàng trai soái ca 1m85 của chương trình. Chườm gan nào anh em.